tên là Nguyễn Thị Huệ, cô đến từ Thạch Thất, Hà Nội. Cô mắc bệnh gì và biểu hiện của bệnh như thế nào ạ? Cô thì bị thoái hóa hai khớp gối. Và biểu hiện là cô vận động đi lại lên cầu thang rất là khó khăn. Và tối thì kiểu nó đau, kiểu nó ít ngủ. Vậy trước đây cô đã đi điều trị bằng cái phương pháp gì chưa? Cô có đến bệnh viện thể dục thể thao một lần. Điều trị bằng đơn thuốc ở đấy nhưng mà không đỡ, không hiệu quả. Vậy từ đâu cô biết tới viện cái chị Hải Thường ở đâu ạ? Cô thì cô lên mạng, thế xong cô biết đến cái trung tâm cấy chỉ của bác sĩ Hùng, thế và cô đến và cô cấy chỉ. Cô cấy lần này là lần thứ mấy hả cô? Cô cấy lần này lần thứ tư. Vậy sau 3 lần trước thì bệnh tình của mình thay đổi như thế nào? Qua 3 lần cấy chỉ trước thì cô về cô thấy là cô đã chân cô đã đỡ đau và cô ngủ rất là ngon. Bây giờ sinh hoạt của cô nó thay đổi như trước hơn trước này. Cô thì bây giờ sinh hoạt thì gần như là trở lại được gần như bình thường. Cái khớp gối phải của cô chỉ còn hơi đau một chút nữa thôi. Cô cảm giác là 3 lần trước cho cô đỡ được độ 70%. Và hy vọng lần thứ tư này chắc là cô đỡ được gần hết. Vậy cô nhận thấy cái phương pháp cấy chỉ này có ưu điểm gì so với những phương pháp khác ạ? Cô thì theo cái cảm nhận của cô thì cái phương pháp cấy chỉ của bác sĩ Hùng thì nó là một cái phương pháp mà cô nghĩ là nó không để lại cái tác dụng phụ, bởi vì mình không phải dùng thuốc men gì cả, thì cô nghĩ nó ưu việt hơn các phương pháp khác. Cháu cảm ơn cô ạ, cháu chúc cô mau khỏi bệnh ạ. Cô cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.